Tân Châu, Hồng Ngự và sông Tiền. Bây giờ là đầu tháng 8 âm lịch, đang nước lũ đang về từ thượng nguồn đang đổ về. Miền Tây trên những nhánh lớn của sông Tiền và sông Hậu đang bắt đầu dần dần thưa vắng các chuyến phà sau khi cầu Mỹ Thuận được xây dựng năm 1997, rồi cầu Cần Thơ, và sắp tới đây sẽ là cầu, rồi cầu Rạch Miễu, sắp tới đây sẽ là cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh. Hiện nay những con phà lớn ở miền Tây mà tôi đã đi thì thấy là phà Đình Khao ở Bến Tre và Vĩnh Long, rồi phà Hồng Ngự, Tân Châu và Năng Gù trên sông Tiền, ở sông Hậu. Đây là toàn cảnh thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Sông Tiền, sông Hậu đỏ ngầu phù sa. Bờ bên này là Tân Châu, bờ bên kia là Thường Thới Tiền và Thường Thới Hậu, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Toàn cảnh thị xã Tân Châu. Dòng sông cứ lao như một cơn ước mong ơi chiều về đâu, ôi hàng cây gỗ sông như mình trên sóng sâu yêu nhau đò tôi không vì sao bỗng dưng theo đò ngang qua xa thương nhiều, bởi vì thương nhiều nên nhớ tình yêu, bởi vì đời còn nhiều khi là hứa, bởi vì đời còn nhiều khi là thơ. Đó là bài hát nổi tiếng Chiều Về Trên Sông. Một bài hát cực kỳ nổi tiếng, cực hay, và tôi nghĩ là hay nhất bây giờ, viết về sông Cửu Long của nhạc sĩ Phạm Duy, Chiều Về Trên Sông. Mỗi khi qua những chuyến phà trên sông Cửu Long, sông Mekong, trong tôi thường dậy lên những cảm xúc khi nhớ về bài hát Chiều Về Trên Sông của nhạc sĩ Phạm Duy. Xa xa kia là con tàu, cũng là nhà hàng nổi cà phê, du lịch, ăn nhậu ở Tân Châu. Theo một số người dân địa phương thì trước đây ở Tân Châu có hai tàu du lịch nổi trên sông như thế này, đưa khách du lịch ra giữa sông uống cà phê, ăn nhậu, ca hát. Nhưng mà sau đó thì hình như là do làm ăn không có
thuận lợi, cho nên là bây giờ chỉ còn có một con tàu du lịch này thôi. Nước sông Cửu Long phù sa đỏ ngầu, đỏ au. Nhưng mà theo nhiều người dân thì con nước năm nay không lớn, cho nên miền Tây năm nay không có mùa nước nổi, nước không vào trong nội đồng. Chúng ta đã tới bờ bên đây rồi, bên đây là Hồng Ngự rồi. Đồng Tháp. Từ hàng trăm năm nay, ít nhất là 300 năm nay, khi người Việt tiến vào khai phá vùng đồng bằng sông Cửu Long miền Tây, thì có thể nói những chuyến phà ngang, những chuyến đò dọc đã gắn liền với đời sống của người dân sông nước nơi đây. Và đặc biệt khi mà người Pháp họ xâm chiếm Việt Nam cách đây hơn 100 năm thì họ đã cho thiết lập những chuyến phà lớn trên những nhánh lớn của sông Cửu Long, là sông Tiền và sông Hồng. Chính vì thế mà bến Bắc Cần Thơ rồi cũng như là phà Mỹ Thuận, rồi rất nhiều những cái chuyến phà ngang khác đã gắn liền với đời sống của người dân miền Tây. Và có rất nhiều bài hát nổi tiếng đã ra đời, như là bài hoặc là phà Rạch Miễu nối giữa Mỹ Tho và Bến Tre, như bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre, Bậu Qua Phà Rạch Miễu, Bầu Sang Phà Rạch Miễu, Quá Lẻo Đẻo Theo Sao, Đội Bóng Trắng Lên Đầu Tàu, Hương Như Áo Cô Dâu. Rồi những cái bài hát về bến Bắc Cần Thơ. Bắc là một từ Pháp để gọi bến phà. Hậu Giang ơi, nước suối suối một dòng, dấu quá đây một lòng, nói sao cho vừa lòng, nói sao cho vừa thương. Tạm biệt Tân Châu, hẹn ngày gặp lại, tôi sẽ về với Hồng Ngự. Và Hồng Ngự, Tân Châu hoạt động suốt ngày đêm. Đây là toàn cảnh thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, thị xã vùng biên, nơi có cửa khẩu quốc tế Bình Dương. Trung tâm thị xã Tân Châu chỉ cách cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương khoảng 20 km về phía tây. Lớp lớp sóng sông Cửu Long. Đây cũng là khúc sông Tiền mà nở rộng ra nhiều nhất, một trong những khúc sông Tiền rộng nhất, nở rộng ra nhiều nhất. Đã đến bến Hồng Ngự rồi, huyện Hồng Ngự xin kính chào quý khách. Và Hồng Ngự. Hết phà rồi còn sao nữa, không quay. Bây giờ sắp làm cầu rồi. Cầu này chưa rõ nhưng mà sắp tới nữa làm xong cầu vòng cống với cầu Cao Lãnh thì. Cái này có 18 năm nữa chưa có. 18 năm nữa chưa có, biết đâu được một thời gian nữa biết đâu lại có ông nào lên đấy làm quan to thì nó lại làm. Xong là 18 năm nữa chưa có làm cầu. Nó làm sắp xong cầu vòng cống với cầu Cao Lãnh rồi thì sắp cầu này thì một thời gian nữa thôi. Chú vừa mua rồi.